Xin chào mọi người, thì hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái cục pin mình đóng cho một ống anh gần nhà mình ha. Thì ở cục pin này mình đóng là mình để ảnh dạng như buồn buồn nhìn ảnh đó, ảnh đi xịt cá ha. Đây mình hiện giờ mình đang cân bằng mọi người, đây là mặt cân bằng bát, mặt mặt cân bằng bát ha, mặt cân bằng là mặt cân bằng chủ động. Đây là pin mình đóng, pin này mình lấy từ pin máy khoan ha, ảnh còn dư hai cục pin máy khoan á, kêu mình đóng lợi hại 3 ớt 12V này cho ảnh bây giờ nó đi xịt cá, kiếp cá chơi đây. Pin mình đóng là hại 3 ớt 10B ha, 3 ớt 10B. Ba ớt 10B ha mọi người. Những giờ sập đúng không? Mình quay cái đường kẻ bên hàng ha. Ba ớt 10B. Pin là pin của hàng 5C mọi người, 5C 1.500 ha. Dung lượng là 1.500, pin 3.7 nha. Cục giờ sập luôn ha mọi người, cục giờ sập luôn. Hiện giờ thì mình đang cân bằng pin á, đang cân bằng cell. Cân bằng cell bằng cho nó đều áp. Nó mới bền được pin ha mọi người. Mà cân bằng thì bên mình cũng có bán ha. Ba ớt. Hàng ngày thì mình chạy được 3 ớt 2 ớt luôn ha. 3 ớt 2 ớt đều chạy được ha. Mặt này nè, mặt cân bằng này nè. Dòng cân bằng của nó là 6A ha mọi người. Dòng cân bằng 6A. Pin này là mình đóng hại 3 ớt. Thì hàng này á, mình đóng hại 3 ớt 10B á, thì kích cá dạng như kích mà dạng như kích cá mà kích loại mà kích cơ hay kích điện tử gì đó mọi người là đều xài được ha. Đây nó tới 10B lận. 3 ớt 10B. Nên cái dòng xả nó cũng rất là cao ha. Pin này mình thấy sản xuất lên trên pin là năm 2023 nè mọi người. 5C nè, năm 2023 11 tháng 7 năm 2023. Mấy pin này mình lấy từ mấy cái pin của máy khoan ha. Ngày thì kích thì cá thì ba ngon. Món hàng mình hàng cũng để mình quay món hàng cho mọi người xem nè, món hàng nè. Mình chơi mình dặn mát, mình chơi mình dặn 70% ha, mình dặn 70% mình hàng có một mối ha, bình thường thì hàng hai mối nhưng mà mình hàng có một mối không mọi người. Mọi người thấy hàng một mối thì nó chắc đúng không nhỉ, gạch là test kẽm á, kẽm này là mình đi kẽm hai lớp ha, kẽm này mình đi kẽm hai lớp. Thì mình cũng quay tầm khoảng 40 phút đi mọi người, cho mọi người tham khảo ha. Mọi người cho mình xin một like, một lượt đăng ký mọi người, để mình có động lực mình làm những cái video có hữu ích cho mọi người xem. Và khi mà mình sửa chữa cho khách đó, thì mình cũng sẽ quay lại. Và sắp tới đây nè, mình cũng đóng pin 6S tại 6S ha. Mình chắc tới tầm khoảng vài bữa nữa mình đóng hệ 6S. 6S là 24V được cho xe đạp điện loại 24V ha mọi người. Hai loại hai bình đó. Rồi mình đóng thêm một cái bình 30A cho khách nhận đi cá nữa ha. Thì những cái clip đó thì mình đều quay lại để đăng lên cho mọi người xem ha. Rồi mình cũng xin mọi người cho mình một lượt đăng ký và một lượt like ha. Rồi mình xin kết thúc video. Cảm ơn mọi người.